Bài hát của anh Mười. Anh Mười bây giờ nói là tiết đoạn lửa đồng du khách. Yeah. Có nữ không anh? Có anh em Mười không hả? Ở đây giao lưu với thành phố nha. Xin các anh em tham cảm. Rồi. Giữa đời hương phấn chết đồng đâu vui á hả, sống trực tiếp anh thank you.
Diệu ơi em hãy nghe đây là chuyện thật. Ai gặp? À, xin mời thêm được. Các bạn cũng biết rằng nhau dưới miền Tây thì lúc nào cũng có karaoke nè. Và tiếp theo xin mời giọng ca của cậu Dũng nha. À, bắt đầu cái cho sơn ca lãng mùa xuân cho thành phố Hồ Chí Minh đứng ca cho nó ngầu nhạc nó bắt trong đô gì luôn. Đám giỗ miền Tây ha. Cái này có mày có thể gọi là đám giỗ miền Tây không ta? À. Dạ ở Mỹ về chị. Này là cái này là món gì chị hả? Gà ram ha. Ok để mình quay sơ sơ ra cho biết cái đám giỗ của miền Tây như thế nào ha. Đây các bạn. À, bây giờ đám giỗ đâu có tự ở nhà nấu nữa đâu ha, mình kêu mình mời ở chợ hay ở đâu hay là ở gần gần đây về nấu ha. Dạ đúng rồi, dạ. Chị kêu họ về là đặt về đây, chỉ là đặt hết của mình cái mình lại vậy á. Dạ. Nè xôi gà nè các bạn. Dạ. Mình bỏ mỡ hành lên ha. Dạ, dạ. Còn cái món ở trong là món gì đây nè?
sau khi mình ăn mấy cái món mặn xong xuôi rồi thì mình sẽ có trái cây để làm bưởi, quýt, nho.
hợp hạ hợp rất liền hợp dứt câu 2 các bạn. Bây giờ không biết là vô câu 5 hay câu 6 hay là câu 3 câu 4. Từng đồng từng cắt để nuôi con khi cha già không đồng đồng cha con hai làm cho con phận cha nhắc đến công ơn của cha thì lòng con tơ giò. Đường nắm lấy tay con mà nước mắt quay được, cái nhạc quay không được, biết cái gì là gì không? Không vậy.